nay mấy bà cháu lại chuẩn bị xuất phát đi dạo trên công viên của Thanh Sơn. Trời ngày hôm nay thì không được đẹp lắm. Trời không được đẹp lắm. Và này trường đang trời đang âm u. Con nhân dân đang đi bộ vào buổi chiều. Em mưa bão rồi. Đi đi. Mưa. Đi đi. Mưa gì mưa to đâu, mưa lác xác vài hạt mà. Trời đang mưa. Vòng lên tận kia đi xong xuống.
sang quá. Thẳng thôi, đi thẳng. Đi thẳng. Cứ con đường thẳng mà đi. Con sợ bị chó đuổi. Chó ở đâu? Kia kìa. Sao chó đâu mà đuổi được? Con bị chó này. Sợ đâu? Đây, sau này đây là cổng chính. Đi thẳng. Thẳng ra đường chính của mình. Đây là hết đường à? Ra kia vẫn có đây. Có đường cái đấy. Đường vòng ra đấy, ra ngoài kia mà. Chỉ khoảng 2-3 năm nữa là khu này rất đẹp đấy. Đối với một huyện miền núi mà có một khu đô thị này. Vài tháng nữa ở đây có một siêu thị ấy. À? Vài tháng nữa ở đây sẽ có một cái siêu thị. Tháng nữa đang xây dựng đẹp hơn. Kiến con xinh trai đây, kiến xinh trai. Đây sao đây? Có dịp mọi người về thăm Thanh Sơn nhá. Đây, một thị trấn miền núi nhưng rất rộng. Rất rộng, dân cư khá đông. Nơi đây cũng là một nơi buôn bán giao thương với các tỉnh miền núi phía tây như bên Lào Cai này, Hòa Bình này, Sơn La này. Thường nhiệt thế. Lên nhà bánh nhé. Lên cầu. Lên cầu sang trung tâm huyện. Ok mấy phút ba? Mới có 8 phút. Đi hết dầu này là mất 2 phút là 10. Đây là cây cầu bắc qua sông. Đây cỏ bắc qua sông này. Cái cầu đang được sửa, đang được sơn. Cái này chả đánh lừa, để đánh lừa. Cứ đi đi, tránh ông là được, tránh người tránh xe. Sơn, huyện Thanh Sơn rất nhiều điểm du lịch, nhất là khu vực của đồi chè bát ngát. Ra được cái chính là bà cháu xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Đây là khu vực của đường Thanh Sơn. Hello, xin chào cả nhà.